The man is waking up his friend. Người đàn ông đang đánh thức bạn của anh ấy. The girl is waking up. Cô bé vừa mới tỉnh dậy. The husband is waking up his wife. Người chồng đang đánh thức vợ của ông ấy. The boy is waking up. Cậu bé đang tỉnh dậy. Waking up, tỉnh dậy. Waking up, đánh thức. The man is waking up the boy. Người đàn ông đang đánh thức cậu bé. The man is waking up. Người đàn ông đang tỉnh dậy. The woman is waking up the girl. Người phụ nữ đang đánh thức cô bé. The woman is waking up. Người phụ nữ vừa tỉnh dậy. I'm washing the shirt. Tôi đang giặt cái áo sơ mi. He is washing the car. Anh ấy đang rửa xe. He is washing the pants. Ông ấy đang giặt cái quần vải, quần dài. She's washing the sweater. Bà ấy đang giặt cái áo len. Washing, giặt, rửa. I'm washing my socks. Tôi đang giặt đôi tất của tôi. They're washing their car. Họ đang rửa xe của họ. She's washing her skirt. Cô ấy đang giặt cái váy của cô ấy. He's washing his t-shirt. Ông ấy đang giặt cái áo sơ mi của ông ấy. The girl is washing her face. Cô bé đang rửa mặt của cô ấy. The woman is washing her face. Người phụ nữ đang rửa mặt. Their faces are purple and yellow. Mặt của họ toàn là màu vàng và màu tím. The ball is on his finger. Quả bóng đang ở trên ngón tay của anh ấy. The ball is on his face. Quả bóng đang ở trên mặt của anh ấy. The ball is on his foot. Quả bóng đang ở trên chân của anh ấy. The street is wet. Đường phố đang bị ướt. The cat is dry. Con mèo thì khô. The dogs are wet. Những con chó ướt, bị ướt. The t-shirts are dry. Những cái áo phông thì khô. Wet, ướt, dry, khô. Her hair is wet. Tóc của cô ấy bị ướt. The horses are wet. Những con ngựa bị ướt. Her hair is dry. Tóc của cô ấy khô. The horses are dry. Những con ngựa khô. Her face is dirty. Mặt của cô ấy bị bẩn. The shirt is clean. Cái áo sơ mi rất sạch. His face is clean. Mặt của anh ấy sạch. The socks are dirty. Đôi tất bẩn quá. Dirty, bẩn, clean, sạch. The shirt is wet. Cái áo sơ mi bị ướt. The shirt is clean and dry. Cái áo sơ mi sạch và khô. The shirt is dirty. Cái áo sơ mi bị bẩn. Where is mom? Mẹ đâu rồi? She's in the bathroom. Mẹ đang ở trong phòng tắm. Where is dad? Bố đâu? He's in the kitchen. Bố đang ở trong phòng bếp. Why are you washing your hands? Sao mẹ phải rửa tay? I'm washing my hands because they are dirty. Mẹ phải rửa tay bởi vì chúng bị bẩn.
Why are you wearing a sweater? Tại sao cậu lại phải mặc một cái áo len? I'm wearing a sweater because I'm cold. Tôi mặc áo len bởi vì là tôi bị lạnh. Why is Dad in the kitchen? Tại sao bố lại ở trong bếp? Dad is in the kitchen because he's cooking. Bố đang ở trong bếp bởi vì bố ông ấy đang nấu ăn. Why is Mom washing the dog? Tại sao mẹ lại tắm cho con chó? Lại rửa cho con chó? Mom is washing the dog because it's dirty. Mẹ đang rửa cho con chó bởi vì nó bẩn. Why are you drinking water? Tại sao ông lại uống nước? I'm drinking water because I'm thirsty. Bởi vì tôi khát nên tôi uống nước. Why are you in the bathroom? Tại sao mẹ lại ở trong phòng tắm? I'm in the bathroom because I'm washing my hands. Mẹ ở trong phòng tắm bởi vì mẹ đang rửa tay. Why are you washing your hands? Thế tại sao mẹ lại đang rửa tay? I'm washing my hands because they are dirty. Mẹ rửa tay là bởi vì chúng bị bẩn. A toothbrush. Bàn chải. Toothpaste. Kem đánh răng. Teeth. Răng. A brush. Bàn chải. Soap. Xà phòng. Towel. Khăn mặt. Khăn tắm. A toothbrush, a toothpaste, teeth, a brush, soap, towel. The boys are brushing their teeth. Những cậu bé đang chải răng của chúng. The girls are brushing their hair. Những cô bé đang chải tóc của họ. The woman is brushing her hair. Người phụ nữ đang chải tóc của cô ấy. The man is brushing his teeth. Người đàn ông đang đánh răng của ông ấy. I'm brushing my teeth. Tôi đang đánh răng. She's brushing her hair. Cô ấy đang chải tóc. They're washing their hands. Họ đang rửa tay. He is brushing his teeth. Cậu ấy đang đánh răng. Brushing. Chải. Brushing. Chải. She's washing her hair. Cô ấy đang gội đầu. He is brushing his teeth. Ông ấy đang đánh răng. He is washing his hair. Ông ấy đang gội đầu. She's brushing her hair. Cô ấy đang chải tóc. She's brushing the horse with a brush. Cô ấy đang chải cho con ngựa bằng một cái bàn chải. They are washing their hands with soap. Họ đang rửa tay với xà phòng. I'm brushing my teeth with a toothbrush. Tôi đang đánh răng bằng một cái bàn chải đánh răng. The mother is waking up her daughter. Người mẹ đang đánh thức con gái của bà ấy. The daughter is brushing her hair. Người con gái đang chải tóc. Her brother is brushing his teeth. Anh trai của cô ấy đang đánh răng. The father is washing his face. Còn người bố thì đang rửa mặt. I brush my teeth after breakfast. Tôi đánh răng sau khi ăn sáng. I wash my hands before lunch. Tôi rửa tay trước khi ăn trưa. I drink coffee after dinner. Tôi uống cà phê sau bữa tối.
A pillow, cái gối. A sheet, cái ga trải giường. A blanket, cái chăn. Pillow, sheet, blanket. A sheet, a pillow, a blanket, a towel. Sheet, pillow, blanket, towel. The cat is on the pillow. Con mèo đang ở trên cái gối. The sheet is on the bed. Cái ga trải giường đang ở trên giường. The towel is in the bathroom. Cái khăn mặt đang ở trong phòng tắm. I'm under the blanket. Tôi đang ở dưới chăn. Tôi đang ở trong chăn. The pink sheet is clean. Tấm ga màu hồng rất sạch. The pink blanket is clean. Cái chăn màu hồng rất sạch. The pink pillow is clean. Cái gối màu hồng rất sạch. The pink towel is clean. Cái khăn tắm màu hồng rất sạch. Why does the dog smell bad? Tại sao con chó này lại có mùi tệ thế? Mùi hôi thế? Because it's dirty and wet. Bởi vì là nó bẩn và ướt. Why do the sheets smell good? Tại sao những cái tấm ga trải giường này lại có mùi thơm thế? Because they are clean. Bởi vì chúng rất sạch. Why are the people in the dining room? Tại sao mọi người lại ở trong phòng ăn? Because they are eating dinner. Bởi vì họ đang ăn tối. Why are the people in the kitchen? Tại sao mọi người lại đang ở trong phòng bếp? Because they are washing their plates. Bởi vì họ đang rửa những chiếc đĩa. Why are the people in the living room? Tại sao mọi người lại đang ở trong phòng khách? Because they are watching television. Bởi vì họ đang xem TV. The parents are reading in the living room. Bố mẹ đang đọc sách ở trong phòng khách. The woman is sleeping in the bedroom. Người phụ nữ đang ngủ ở trong phòng ngủ. The girl is reading in the bedroom. Cô bé đang đọc sách ở trong phòng ngủ. The boy is sleeping in the living room. Cậu bé đang ngủ ở trong phòng khách. What are you buying? Bạn đang mua gì thế? I'm buying flowers. Tôi đang mua hoa. How many flowers are you buying? Cậu đang mua bao nhiêu bông hoa vậy? I'm buying 9 flowers. Tôi mua 9 bông. Why are you buying flowers? Thế tại sao cậu lại mua hoa? I'm buying flowers because I'm visiting my grandmother this afternoon. Tôi mua hoa bởi vì tôi sẽ đi thăm bà tôi vào chiều nay. Where does your grandmother live? Bà cậu sống ở đâu? She lives in New York. Bà ấy sống ở New York.